Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách chữa đầy bụng khó tiêu tại nhà nhanh và an toàn nhất. Đầy bụng khó tiêu, chướng bụng đầy hơi là triệu chứng thường gặp do hệ thống tiêu hóa gặp vấn đề. Thông thường, đây không phải là một triệu chứng quá nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tuy nhiên thì không ít trường hợp đầy bụng khó tiêu, chướng bụng lại là dấu hiệu của một số bệnh đường tiêu hóa mà thường gặp nhất là bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng. Nếu không kịp thời điều trị có thể gây chảy máu dạ dày, thủng dạ dày, v.v. Vậy đâu là cách chữa đầy hơi chướng bụng khó tiêu hiệu quả nhất? Thì hôm nay, Mẹo Sống Khỏe VTT7 sẽ mách cho bạn một cách chữa đầy bụng khó tiêu bằng những nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà bạn, rất dễ thực hiện mà đem lại hiệu quả cao. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là 100g rau ngổ. Nguyên liệu thứ hai là 50g cỏ mần châu. Và cuối cùng là 50g mùi tàu. Đây là 3 nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị bệnh tại nhà này. Cách các bạn thực hiện bài thuốc này như sau. Đầu tiên với rau ngổ, chúng ta sẽ nhặt lấy ngọn non, không bị sâu nhé. Vậy là chúng ta đã nhặt xong rau ngổ. Tiếp theo chúng ta sẽ sơ chế đến mùi tàu. Với mùi tàu, chúng ta sẽ nhặt lấy phần lá nhé. Đây là 3 nguyên liệu của chúng ta. Giờ mình sẽ mang 3 nguyên liệu này đi tẩy rửa thật sạch nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa cây cỏ mần trầu trước nhé. Vì loại cây này mọc sát đất nên có rất nhiều đất cát, bạn hãy rửa thật kỹ đi nhé. Sau khi rửa mần trầu xong thì chúng ta sẽ rửa đến mùi tàu nhé. Tiếp theo là rửa rau ngổ. Đây là 3 nguyên liệu của chúng ta sau khi được rửa sạch. Giờ bạn hãy để cho ráo nước đi nhé. Khi mà các nguyên liệu của chúng ta đã ráo nước rồi thì bạn dùng kéo cắt nhỏ các nguyên liệu này ra. Đầu tiên là rau ngổ. Tiếp theo là cỏ mần trầu.
Cỏ mần trầu thì chúng ta sẽ cắt và để riêng ra nhé. Vì khi xào thì chúng ta sẽ xào cỏ mần trầu trước. Tiếp theo là rau mùi tàu. Vậy là mình đã sơ chế xong các nguyên liệu rồi đây. Công việc tiếp theo bây giờ là bạn hãy chuẩn bị một cái xoong. Bạn cho xoong này lên bếp đun cho mình. Khi mà xoong đã nóng thì bạn cho cỏ mần trầu vào và đảo đều lên. Khi mà cỏ mần trầu đã nóng đều thì bạn cho hai nguyên liệu là rau mùi tàu và rau ngổ vào sau cùng. Khi mà các nguyên liệu của chúng ta đã nóng, già thì bạn cho vào xoong khoảng 50ml nước sạch và tiếp tục đun. Khi nồi nước sôi thì bạn đun thêm khoảng 5 phút nữa, khi mà nước trong xoong còn khoảng 200ml là được. Đây là nồi nước của chúng ta sau khi đun xong. Giờ mình sẽ gạn phần nước ra một cái cốc cho các bạn quan sát nhé. Đây là cốc nước mà chúng ta cần cho cách trị bệnh đầy hơi khó tiêu này. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Với cốc nước này, bạn nên uống 2 đến 3 lần mỗi ngày. Chú ý, bạn nên uống khi còn nóng ấm để phát huy được hiệu quả tốt nhất và áp dụng cho đến khi cảm thấy hết chướng bụng. Một số mẹo tránh đầy bụng khó tiêu. Chia nhỏ bữa ăn ra khoảng 5 đến 6 bữa trong ngày thay vì ăn nhiều vào cùng một lúc. Tránh xa các thực phẩm có hại cho dạ dày như là đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồ cay hay các thức ăn nhanh chế biến sẵn. Không dùng nhiều đồ uống có ga hay các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Không ăn trước khi đi ngủ, tốt nhất chỉ ăn khi cách giờ ngủ ít nhất là 2 đến 3 tiếng. Bổ sung nước thường xuyên với khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày giúp các chất thải dễ dàng hòa tan và đi qua đường tiêu hóa nhanh chóng hơn. Nếu áp dụng những cách trên, bạn vẫn bị chứng đầy hơi khó tiêu thì bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn và có phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất. Thông qua cách chữa đầy bụng khó tiêu tại nhà trên thì hy vọng bạn sẽ áp dụng và đạt được hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe. Bạn cũng cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện hợp lý để giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Mẹo Sống Khỏe VTT7 mỗi ngày để bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.